Xin chào tất cả mọi người, mình là Quốc Đại Nguyễn. Cũng từ hôm Tết tới nay mình mới trở lại quay clip làm lục bình kẽm ha. Thì hôm nay mình bữa nay thứ bảy 11 tây tháng 3, mình đang chuẩn bị mấy cái lục bình với bình trà này mình đi giao cho khách ở gần trong tỉnh ha. Thì mình ở Gò Công Tây của Tiền Giang ha. Thì hiện nay thì cái dịch vụ mà gửi ship qua dịch vụ được theo post hay là CNT gì đó hay bưu điện thì mình chưa có thực hiện lại được không. Thì do cái phí ship nó cao quá rồi khách hàng mình trả phí nữa thì nó rất là mắc, cho nên mình hiện tại mình chỉ gửi và vận chuyển dùm cho khách hàng ở gần gần. Gửi, quá trình gửi thì vận chuyển thì mình lấy tiền vận chuyển ha, với tiền lục bình, tiền công á. Thì hôm nay mình chuẩn bị giao cặp trà mini. Đây cặp mét 25. Thì nó có hai loại ha, một loại là cái miệng tròn ha, còn cái miệng này miệng vành giống như cái lục bình gỗ vậy đó. Thì giá miệng tròn miệng vành này cũng như nhau. Đây là cặp mét 8 mà. Thì mét 8 thì cũng như mét 25 thôi, thì khách hàng đặt miệng tròn miệng vành thì cũng y như nhau. Quay sơ ha, thì mình làm kênh YouTube bên cái lĩnh vực lục bình kẽm này thì nó chỉ có mấy loại mình làm, mình quay để quảng cáo với giữ cái đây, khi đăng clip lên giữ cái kênh YouTube nó không có khóa tài khoản thôi. Chứ giờ này mô hình này quay hoài thì cũng có nhiều đó thôi. Thì đôi khi khách hàng xem nhiều khi cũng hơi chán. Nhưng mà lĩnh vực mình vậy thôi chứ. Thì mình làm cái gì mình xong rồi thành thì mình đăng lên cho mọi người xem tham khảo thôi. Thì do hiện nay mình cũng bận việc nhà nhiều quá rồi, khách hàng đặt thì mình cũng chưa có làm kịp nữa. Công việc đầu năm vô quá trời công việc, thì mình rảnh được giờ nào thì mình sẽ làm cho từng khách hàng. Nên để về xa cho mình xem cái hộp mét 8 ha. Mét 8 thì cũng làm kẽm 4 ly ha. Nó là cứng cáp 4 ly, nhưng mà khi hoàn thành thì mình sẽ cặp thêm một số cây kiện chủ lực cho nó cứng cái thân đứng cái lục bình ha. Làm cho chắc chắn là mọi người về trồng sử dụng cho nó lâu bền. Đây thì cũng đang làm tiếp cho những khách hàng mà đặt cũng hơi lâu nè. Này cũng mét 25 nè. Đây là cái trang thiết bị, những cái dòng đã uống sẵn chuẩn bị làm tiếp. Thì cái loại mét 25 này vừa qua thì mình cũng thống kê lại thì khách cũng ưa chuộng. Thì mọi người có yêu thích kênh YouTube của Quốc Đại Nguyễn thì hãy cho một like, một share, nhấn chuông ha, để đăng ký kênh để khi Quốc Đại đăng video mới thì mọi người không có bị bỏ lỡ cái video của Quốc Đại Nguyễn. Thì số điện thoại của mình thì vẫn xài cũ như cũ ha, là 0366 834 817. Thì số điện thoại này là có Zalo ha, mọi người kết bạn Zalo.
có gì liên hệ hoặc nhắn tin. Thì thời gian qua do mình bận việc quá nhiều rồi, khách hàng có gửi tin nhắn trên YouTube hoặc là nhắn tin Zalo thì mình không có thời gian để mình trả lời nữa, thì những cái bạn đó thì những quý khách đó thì cũng thông cảm cho cái đại nguyện ha. Thì công việc đầu năm quá là nhiều, mình cũng không kịp đi trả lời. Nó thì mình khi có thời gian rảnh lúc nào thì mình sẽ làm lúc đấy thôi, chứ giờ công việc cũng còn quá nhiều, công việc nhà, việc cơ quan nữa. Bởi vì cái loại hình này mình làm mình không có thuê mướn nha quý khách. Mình thuê mướn thì mình không có lời. Nếu thuê mướn thì tiền lời đó là mình trả cho khách, cho công nhân á. Mà chủ yếu mình làm gia đình thôi. Rồi Quốc Đệ Nguyễn xin dừng clip ở đây. Xin chào tất cả mọi người.